reservoir dry, dry. 'Cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect. I know this love is worth it. Our own miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Always better than most, protect you from the hurt. I'll be waiting till I hear you say I do. I do love you. Yes, I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. 'Cause I love you, love you. I'll be by your side. Anh chị, thưa toàn thể các em, các cháu, ngày hôm nay là một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc và cũng rất là quan trọng đối với hai con, hai em, hai cháu và người anh, người chị trong gia đình của hai bên chúng ta. Thì sáng hôm nay thủ tục ở trên thành phố Zabrones thì đã làm xong, có nghĩa là từ phút này thì hai con của chúng ta chính thức đã là vợ là chồng của nhau và đã là con dâu con rể của hai bên gia đình. Thế thì sáng hôm nay sau bữa làm cái thủ tục ở trên Zabrones thì bên gia đình nhà gái cũng chia đãi cho bữa ăn rất là ngon. Thế thì bà gia đình cũng bố trí đại diện là một số anh chị em rồi bố mẹ của Thu Hiền đưa Tiễn Hiền về đây về quê nhà chồng. Thì gia đình chúng tôi cũng làm một bữa cơm thân mật trong cái phạm vi của gia đình. Thì trước hết là cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới cái sự hiện diện của các anh các chị bên gia đình người gái. Và hai con từ giờ phút này thì đã chính thức trở thành vợ thành chồng. Thì cũng mong là các con phải cố gắng thương yêu nhau và nhường nhịn nhau để giữ chọn cái hạnh phúc cho gia đình. Thì chúc cho hai con luôn có một không khí tiếng cười trong cái niềm vui hạnh phúc của mình. Và nhân dịp này thì cũng xin chúc tất cả các anh các chị, chúc mọi gia đình có nhiều sức khỏe để đón một mùa hè thật vui vẻ, thoải mái và thành công. Và xin hết ạ. Và quan gia đón đoàn bên nhà gái hôm nay thì ngoài các cháu trong gia đình ra thì một lần nữa tôi xin được giới thiệu là anh Ngô Sĩ Long là người cùng quê rất là thân với gia đình. Và tiếp sau đó là anh Phạm Thị Ngài quê thân mình và cũng là có phu nhân đi cùng là chị Hương và em nghe trong gia đình. Và tiếp sau đó là tôi giới thiệu luôn cô Hê là người Thái Bình ngồi bên cạnh chị Hương. Và gần anh Ngãi đây là chú Tiến thì là mọi người biết rồi. Bên cạnh cái chú này cũng mọi người cũng biết rồi. Bên tiếp theo là cháu ruột là cháu rể quê Thái Bình, là chồng của Phan Hạnh. Và cô Hiền là gia đình cũng biết rồi. Còn bây giờ các cháu thì xin ra miễn vì tất cả bây giờ đều tên của dài quá. Đấy, các cháu hơi đông. Vâng, thì đến đây cũng xin hết lời và xin có thể là nhường lại micro cho anh Du nhỉ? Anh có đôi lời chia sẻ với gia đình chúng tôi. Cảm ơn anh.
kính thưa tất cả các anh các chị, và kính thưa tất cả các cháu, hôm nay là một ngày trọng đại thì gia đình hai bên gia đình đã có cái sự đồng ý và chăm lo cho các cháu một cái tình yêu đến ngày hôm nay là rất là mỹ mãn, và ngày hôm nay là cái ngày mà các cháu đăng ký kết hôn. Thế là chính thức hôm nay là các cháu trở thành những chàng rể của gia đình nhà chúng tôi, và cũng là nàng dâu của gia đình nhà bên trai. Thì hôm nay gia đình chúng tôi được phép đại diện gia đình họ nhà gái, đại diện cho anh Sĩ và chị Lãm là bố mẹ của cháu Hiền. Thì cái ngày hôm nay là một cái ngày mà đánh dấu cái sự kiện không những của hai cháu mà cũng là sự kiện đánh dấu của hai bên gia đình, bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái chúng tôi. Thì hôm nay cũng là cái mừng cho các cháu có cái ngày trọng đại mà được sự hiện diện của hai bên gia đình cũng như là tất cả anh em bạn bè của bên hai gia đình cũng như là bạn bè của các cháu chứng kiến cái ngày lễ đăng ký kết hôn của cháu, mà gia đình chúng tôi đến đây được sự tiếp đón nồng nhiệt của gia đình Hoàng Nhật Trai cũng như là tất cả các quý vị đây, chúng tôi xin rất là cảm ơn và chúc cho hai cháu và hai bên gia đình thật nhiều hạnh phúc, và chúc sức khỏe các quý vị có mặt hiện diện ở đây cũng như các cháu một sức khỏe dồi dào và bình an hạnh phúc. Yeah. Và đến giờ phút này thì hai con thấy đấy, tức là tình cảm của hai bên gia đình dành cho con rất là lớn, cho nên các con không cần ngại gì nữa, và bây giờ hãy gọi bố mẹ hai bên đi, nếu thì nhỏ có nhầm thì cũng sao, nhưng mà cố gắng nhé, không được quên. Thì chúc tất cả mọi người có bữa cơm thật ngon miệng ạ. Xin mời tất cả mọi người ta nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho hai con của chúng ta, hai cháu chúng ta nhé. Hai ba, một, hai ba, hai ba, một. Không đủ, không đủ.
Mình chỉ cần nhau thôi.